các bạn, hôm nay Tóc Vàng sẽ múc băng gà ủ muối của bác Hai Voi nha. Gà ủ muối của bác Hai Voi sở hữu công thức chế biến gà độc quyền, đã lọt vào top 50 thương hiệu Việt Nam rồi bạn. Ngoài gà ủ muối thì Tóc Vàng còn có chân gà rút xương ủ muối nữa nè bạn. Đây, và chân gà rút xương sốt Thái nữa nè bạn. Đây, yeah. Ok, trước khi ăn thì bạn sẽ uống nước nha. Hôm nay vàng uống nước của Nhật. Rất là thơm mùi dưa gang mày. Mời bạn Tóc Vàng ăn. Vàng sẽ ăn gà ủ muối trước nha. Bây giờ vàng sẽ rã em gà này ra. Yeah. Wow, gà vàng ươm luôn các bạn. Vàng sẽ ăn với nước sốt nha bạn. Đây. Khi bạn tẩu em gà này về sẽ được tặng kèm nước sốt với lại rau răm, dưa leo như thế này nè bạn. Đây. Nước sốt sẽ để trong hộp như vậy. Ok, bây giờ bạn bắt đầu thưởng thức nha. Và sẽ ăn cái này. Wow. Mời bạn nha. Thịt gà rất tươi và ngọt nè bạn. Dai ngon từng thớ thịt luôn các bạn. Wow. Bạn thích ăn phần cánh của gà nhất? Bình thường bạn ăn gà thì bạn sẽ ăn phần nào trước? Gà thì quá tuyệt vời rồi, nhưng mà để làm nên thương hiệu của bác Hai Voi á là nhờ vào nước sốt độc quyền này nè bạn, rất là cuốn luôn. Nó chua, ngọt, cay, nồng, rất là đặc trưng bác Hai Voi luôn á bạn. Tiếp theo thì vàng sẽ ăn chân gà ủ muối nha bạn. Đây. Ta 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 ta. Và
mình sẽ chấm với sốt này luôn nha bạn. Da giòn sừng sực luôn các bạn. Wow, cái vị mặn thanh chấm cùng với nước sốt là quá tuyệt vời luôn các bạn. Tiếp theo thì các bạn sẽ ăn chân gà rút xương sốt Thái nha. Yeah, đây bạn, tên 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 đây. Wow, chân gà sốt Thái thơm lắm luôn các bạn. Mày sẽ ăn thử nha, mời bạn nha. Wow, cái vị đậm đà lắm luôn các bạn. Wow, ngon các bạn, ăn cuốn lắm luôn á. Đúng là chân gà sốt Thái ngon tê tái. Yeah. Nếu bạn muốn trải nghiệm sản phẩm nhà bác Hai Voi thì bạn có thể tìm kiếm các chi nhánh gần bạn nhất nha. Hiện thương hiệu bác Hai Voi đã có 7 chi nhánh rải khắp Hồ Chí Minh rồi nè. Chi nhánh mới ở quận 6 và chi nhánh 7 ở quận 4 đã khai trương mở bán rồi. Bạn tìm chi nhánh nào gần bạn nhất để tiết kiệm nhé. Ok, cảm ơn bạn đã xem video của Tóc Vàng. Hẹn gặp lại bạn vào video lần sau. Bye bye!